Xem gì anh Quân? Khung cảnh một buổi chiều tại shop M&M. Hôm nay em này là về Đồng Nai. Em 86 này là về Đồng Nai anh em. Qua đây, tới đây quay một vòng cho anh em những chiếc xe mà anh em ở xa ha. Đem tới shop dọn à. Xe này anh em ở xa ghé shop dọn. Chiếc CD gù đó là ngày mai. Sẽ vô xíu cho anh em xem. Ngày mai chắc bạn đang cho lô đài khoảng tầm ngày mai ngày mốt nữa cho lên sóng luôn, quay cho ông anh ở dưới Sài Gòn xem. À, đây là khung cảnh tại shop em. Thì ngày hôm nay thì shop em lên cho anh em xem nha. Một em giá cực kỳ dễ thương luôn, cực kỳ sinh viên luôn. Qua đây, quay cho anh em xem. Hôm nay lên sóng cho anh em một em cực kỳ dễ thương luôn, chỉ có 10 triệu 500 ngàn thôi. Qua đây, lên sóng cho anh em xem. Khung cảnh một buổi chiều ấm áp tại shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn. Hôm nay chuyển mưa rồi anh em. Đang hình như không biết là mây bão số 2 hay số 3 nữa. Ngày hôm qua là mưa nguyên ngày nguyên đêm luôn. Đó. Hôm nay shop em lên sóng cho anh em xem một em. Xe này á là shop cũng nói đầu tiên để cho những anh em ở xa đỡ mất thời gian. Em này là 10 triệu 500 ngàn. Và giấy tờ là đầy đủ nha. Giấy tờ xe giấy tờ đầy đủ. Ha. Biển số 49. Xe này là bộ giấy cúp. Chứ không phải là bộ giấy 67 hay là bộ giấy CD. Xe này là bộ giấy cúp 70 anh em nha. Dành cho những anh em nào mà thường hay dặn shop kiếm một xe để trải nghiệm, để đi cà phê, để đi cài. Thì đây, đó, quay sát vô chi tiết đi một vòng cho anh em xem. Chỉ có 10 triệu 500 ngàn thôi. Ha. Xe này là, và shop nhắc lại một lần nữa, cấu hình máy là 70. Ha. Cấu hình máy là 70. Và xe này bộ giấy là bộ giấy cúp. Ha. Bộ giấy cúp chứ không phải là bộ giấy 67 hay là CD, CL. Qua, qua đây, quýnh vô chỗ này luôn cho anh em xem luôn. Ha, để những anh em nào xem đỡ mất thời gian. Đó, thứ nhất, thứ hai là những anh em nào mà dặn shop em xe mà vừa tiền, rẻ tiền ha, vừa tiền để cho anh em chơi trải nghiệm, để cho anh em đi cài. Thì đây, ha, quay sát vô đây. Số khung số máy là zin nha. Cái này là của bộ giấy của cúp C70. Anh em nha, C70. Số máy luôn, quay số máy cho anh em xem luôn ha. Xe giấy tờ là đầy đủ. Số khung số máy chuẩn chỉ của C70 và đây là xe bộ giấy của cúp ha. Thì đi vào cái dán xe là dán xe bình xăng lớn CD tem đao. Yên là yên gia công ha, đi với bình xăng. Qua đây quay cho anh em xem chi tiết hơn. Và thật sự thì xe này là giấy cúp ha, dành cho những anh em ở xa. Thường những anh em mà thường hay dặn shop để anh em chơi trải nghiệm thì đây 10 triệu 500 ngàn. Và số điện thoại của shop em là 0909 00 0708 anh em ha. Địa chỉ để anh em xem trực tiếp là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Shop là chuyên về xe 67 và cúp. Có bán tức là có mua. Những anh em nào mà có muốn bán xe cứ việc alo cho shop em. Và những cái chiếc xe bên shop em có cọc là có ship toàn quốc, nên anh em ở xa cứ việc yên tâm. Từ xe dọn, xe rẻ, mười mấy triệu, hai mấy triệu, năm mươi mấy triệu là mình shop em đầy đủ. Xét cái đây. Ba ga sau là ba ga sau inox. Anh em nha. Ba ga sau là ba ga sau inox. Bốn tay xi nhan CD Atimon. Ha. Đó, quay cho anh em. Mặc dù là xe rẻ tiền, nhưng mà shop em lúc nào cũng bảo đảm cho anh em. Điện đèn càn đầy đủ. Và cái máy này là cái máy đang chiêu giọng nồi nha. Nhưng mà mình để vậy để sáng mai mình quay, mình thay cho anh em một bộ nồi gia công chống giọng hú. Đó. Máy là phải bao êm, bán lúc nào cũng vậy. Từ những chiếc xe rẻ, xe mắc cũng vậy. Lúc nào cũng bảo đảm cho anh em. Tại vì những anh em ở xa, thường shop nói chung là có cọc là có ship xa. Nên những anh em ở xa lúc nào mình cũng chú trọng tới máy móc và điện đèn càng cho anh em. Thì mình sẽ test luôn. Và xe này hiện bây giờ đang bị giọng nồi và shop sẽ... sáng mai sẽ thay cho anh em một bộ nồi gia công chống giọng hú, nên anh em ở xa cứ việc yên tâm. Về phần máy móc là anh em yên tâm. Về ngoài, đánh vô, quay vô đánh vô cho anh em xem. Niền câm sạch sẽ sáng sủa nha. Niền câm sạch sẽ sáng sủa. Đó. Ở đây, quay sát vô cho anh em xem. Phuộc là shop vừa mới vô cái phuộc CL ha. Phuộc sâu CL. Niền câm sạch sẽ sáng sủa. Anh em xem ha. Đây, gấp cũng vậy luôn. Thì xe này thì màu sơn cũng còn kha khá, gọi là được thôi, chứ không phải là đẹp.
vì một cái giá cực kỳ dễ thương à anh em ha, chỉ có 10 triệu 500 ngàn thôi, được rất là nhiều anh em dặn shop ha. Xe là giấy tờ đầy đủ và xe này là bộ giấy của cúp, anh em lưu ý nha, xe này là bộ giấy của cúp và mình bán xe lúc nào cũng nói rõ ràng về tình trạng xe, giấy tờ xe, số khung số máy quay rõ ràng cho anh em, nên những anh em ở xa cứ việc yên tâm, shop em về cái phần đó là shop em báo trước và báo rõ ràng, báo kỹ cho anh em luôn ha. Đây, lên trên đây, lên trên đây thì đây là cái ghi đông CDS anh em nha, đây là cái ghi đông CDS, một bộ ổ khóa CD trên ha và một bộ pha đèn CD mới đó, quay cho anh em xem nha, một bộ pha đèn CD mới, phuộc là phuộc trước 67, bốn tay xi nhan Atimon ha, bốn tay xi nhan CD Atimon, để mình test luôn cho anh em nghe ha. Đó, điện đèn càng là đầy đủ hết ha. Với một em cực kỳ dễ thương chỉ có 10 triệu 500 ngàn thôi ha. Và mình luôn hỗ trợ cho anh em ở xa. Những anh em nào mà dặn shop á, xe để anh em chơi trải nghiệm đây ha, sạch sẽ sáng sủa. Về phần máy móc thì mình sẽ test luôn cũng tại shop em test tại chỗ cho anh em. Và hiện tại cái xe này thì nồi đang hơi bị giọng, nhưng mà sáng mai mình hứa với anh em, sáng mai mình sẽ thay một bộ nồi gia công chống giọng hú cho anh em ha. Cái nào mà bị cái gì là mình nói trước và mình sẽ làm, mình sẽ gắn cho anh em chứ không có để máy mà nó giọng kình kình mà mình bán cho anh em đâu. Mình phải làm nó ok ha, mình bán cho anh em. Và chủ yếu là tại sao là mình không thay trước, tại vì mình muốn cho anh em nghe được cái tiếng máy nồi giọng rồi ngày mai mình mới thay cho anh em. Tại những cái video bên shop em, những cái xe shop em bán lúc nào cũng nói trước, mua xe bên shop em từ những chiếc xe rẻ tới những chiếc xe mắc về mà bị giọng bị hú là bao với anh em, gửi tặng cho anh em một bộ nồi gia công chống giọng hú liền ha. Qua đây, đồng hồ đẹp anh em, ủa này trong đây đèn led hả ta, nhìn cũng khá là dễ thương ha. 10 triệu 500 ngàn, biển số coi, biển số là 49 6100 ha anh em ha, 6100. Qua đây đi một vòng, qua đây cho anh em xem, đi một vòng qua đây cho anh em xem nha. Bình xăng lớn thì bình xăng lớn CD tem đao cũng còn kha khá là ok. Cục máy thì cấu hình máy là 70 ha, 4 số CD, quay đây cho anh em xem ha. Cấu hình máy là 70, 4 số CD. Và xe này là C70 nha, số khung số máy là C70 của cúp. Và giá của em nó là 10 triệu 500 ngàn. Có cọc là có ship toàn quốc cho anh em ở xa, nên những anh em ở xa cứ việc yên tâm, có cọc là có ship toàn quốc ha. Đó, quấn chỗ này cho anh em xem. Dù là xe rẻ tiền nhưng mà mình cũng muốn quay thiệt là kỹ cho những anh em ở xa xem, để những anh em ở xa đỡ phải lo ha. Bên mình là rõ ràng lắm, mua bán rõ ràng, không có gì mà phải sợ, từ phụ tùng tới xe cũng vậy luôn, cũng quay rõ ràng chi tiết ha. Đây, 49F2 6100. Bây giờ mình sẽ test máy luôn ha, test điện đèn càng đi, nãy giờ test rồi nhưng mà mình test lại lần nữa cho anh em ở xa. Đây, đầy đủ ha, 10 triệu 500 ngàn nó cũng phải đầy đủ cho anh em đó. Màu xanh thì cũng còn khá là ok, bên mặt kia thì nó bị cái cốp nó hơi xấu đó, thấy ok anh em ha. 10 triệu 500 ngàn. Và số điện thoại của shop em là 0909 00 0708 anh em ha. Địa chỉ để anh em xem trực tiếp là 37-15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Shop phụ tùng 67, quân dễ thương nhất Sài Gòn. Chuyên phụ tùng 67, chuyên phụ tùng cúp. Ở đây để test cho anh em nghe tiếng máy luôn. Đó, quên cái micro. Để sát xuống cho anh em nghe. Đây, nó hơi giọng ha, nó hơi giọng nhưng mà anh em yên tâm, anh em cứ việc yên tâm, shop em sẽ thay cho anh em, sẽ gắn cho anh em một bộ nồi gia công chống giọng hú, nên anh em ở xa cứ việc yên tâm, lúc nào cũng bảo đảm nha, chứ không phải là bán xe rẻ mà để cho anh em về sửa. Bán xe rẻ nhưng mà về cũng phải là đổ xăng đi, máy móc là phải thì thầm, máy móc là phải bao im mới bán cho anh em, nên anh em ở xa cứ việc yên tâm. 10 triệu 500 ngàn ha, dễ thương, dành cho những anh em nào mà dặn shop xe chơi trải nghiệm, xe đi cài ha, chỉ có 10 triệu 500 ngàn thôi, giấy tờ đầy đủ,
Và shop xin nhắc lại một lần nữa, cấu hình máy của em nó là cấu hình máy 70 4 số CD anh em nha. Đó. Thì anh em nào mà dặn shop xe hết tiền thì tranh thủ anh em nha. Đây anh em. Cái dáng nó nhìn nó cũng ok đó anh em. Nói chung là nó khá là ok chứ không phải là nó gì nha. Khá là ok. Cấu hình máy 70 và bộ giấy của nó là bộ giấy 70 luôn ha, bộ giấy cô cúp đó. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha. Anh em xem nhớ bấm like và đăng ký giúp shop để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh dùm trên shop ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em, bye bye anh em.